hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 12 tháng 12 năm 2018 trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khiến một bé gái lớp 1 chết tại chỗ. Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, một phụ nữ 28 tuổi điều khiển xe máy chở theo con gái 6 tuổi đang học lớp 1 tới trường chạy trên đường D1 hướng từ đường Mỹ Phước Tân Vạn ra đường DT743 thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Khi vừa vào đường D1 được 30m, xe máy ngã ra đường. Lúc này, một xe bồn chạy tới đã cán qua người khiến bé gái chết tại chỗ. Người mẹ ngã vào trong lề đường thoát nạn nhưng tinh thần vô cùng hoảng loạn. Nhận thông tin, công an thị xã Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.